Hôm nay thì mình sẽ cắt mấy cái trái bầu cuối mùa luôn nha mọi người. Cái dây bầu mình nó tàn rồi, bây giờ mình sẽ cắt trái bầu này nha. Bên đây một trái nữa, đây được một trái nữa nè. Bầu của mình nó muốn tàn á, thành thử trái bầu nó không có được tốt mấy, cũng to quá nè mọi người. Mọi người, đây được một trái nữa nè. Héo hết rồi. Dạ. Được 3 trái bầu nha. Giờ mình sẽ nhổ thêm một bụi hành nữa. Mọi người, thì hôm nay mình cũng đã thu hoạch được 3 trái bầu cuối mùa nha mọi người. Vàng bầu của mình nó cũng đã muốn tàn rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào chế biến món ăn với 3 trái bầu này nha. Bây giờ mình mời mọi người cùng vào bếp với mình nghe. Let's go. Hôm nay thì nhà mình sẽ ăn tôm kho với bầu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ gọt bầu và mình lột hành luôn nha. Mình sẽ gọt vỏ ra. Tính ra cái dạng bầu này ăn cũng dai lắm luôn mọi người. Tới giờ nó mới tàn nè. Ăn cũng gần 20 ngày vậy đó. Trái cũng sai lắm. Mỗi lần hái gì là được 2-3 trái. Ôi trái này bị con ong nó chết. Mình sẽ lấy phân nửa nha. Tại vì mình không có bao, không có bọc trái bầu lại á, mình thử ra mấy con ong nó chích. Giờ mình lột hành luôn nha. Liệu mình cũng đã chuẩn bị xong nha. Bầu thì mình gọt vỏ và mình cũng rửa sạch. Còn tôm này thì mình cũng đã lột vỏ, lột cái vỏ tôm ngoài á, và mình cũng đã làm sạch sẽ luôn rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành ướp nha. Giờ mình sẽ cho tôm vào nồi nha. Đây là nửa ký tôm nè. Bây giờ mình sẽ cho một ít màu dầu điều nha. Cho hạt nêm, bột ngọt, đường, nước mắm, dặn xíu muối, dặn miếng tiêu luôn nha. Mình sẽ ướp tầm khoảng 15 phút cho mình em đi kho chung với bầu. Bầu bây giờ mình sẽ chẻ đôi nha. Thank you.
Bầu mình sắc xong rồi nha, bây giờ mình sẽ cho vào chung với tôm luôn nha. Bây giờ mình sẽ đảo cho đều nha. Cái nồi tôm kho bầu của mình cũng đã được rồi nha, để mình nêm nếm thử coi vừa ăn chưa nha. Mình cho thêm miếng hạt nêm nữa đi cho nó đậm đà xíu. Và bây giờ mình cho hành lá cho luôn nha. Quá chuyện hấp dẫn luôn. Bây giờ đã xong cái nồi tôm kho bầu rồi nha mọi người. Bây giờ món tôm kho bầu của mình cũng đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn chung với mình nha. Món tôm kho bầu của mình cũng đã xong rồi nha. Món này thì mình sẽ kết hợp ăn với bún nha mọi người. Và đây là một chén muối ớt chanh nha. Đây là chén muối ớt chanh của mình. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn chung với mình nha. Mời mọi người cùng ăn tôm với mình nha. Mình kết hợp chung với bún, không ăn với cơm mà ăn với bún. Rồi mọi người. Ăn cũng được được. Giờ mình đánh cho nó đều. Đó. Đó. Mời mọi người nha. Ngon quá. Rất cay đã. Cái tôm kho bầu này nè, mình kho nó hơi lạt, nói chung là nó không có mặn. Thành thử ra mình có thể chan giống như canh vậy đó mọi người. Nó lạt lạt dễ ăn. Ngon chân. Ngon quá. Nó lạ lạ nhưng nó rất là ngon. Chấm cho mỡ nó cay cay đã. Ăn cái món tôm kho bầu này nè, nhớ tới hai cái câu thơ gì đó mọi người.
gâu tôm nấu với ruột bầu chầm chan và húp gần đầu khen ngon, ăn tự nhiên nhớ tới. Mà tháng mình mua tôm về không mình lột hết, cái mình gọc ấy có chín giữa, cái lần em đang chín giữa con tôm mà mình làm sạch sẽ. Ngon, cái nướng nó vừa ăn, nó không quá mặn. Mình bỏ cái hạt điều vào, mọi người nhìn tựa tựa giống như là cái màu gạch của con tôm á, nhìn nó hấp dẫn hơn. Còn nếu mà mình bỏ màu nước màu á thì nó sẽ không có làm nổi bật cái màu gạch của con tôm mọi người. Nó cay. Ngon. Mọi người hãy thử kết hợp tôm với bầu để tạo nên một món đó là tôm kho bầu. Ăn rất là hấp dẫn luôn mọi người. Nếu mà mọi người yêu mến mình, mọi người đăng ký kênh, nhấn chuông like, ủng hộ mình nha. Vậy bây giờ bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video sau.